Thưa quý vị và các bạn, cách đây vài tiếng, một sự kiện quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở miền Bắc đã diễn ra tại Hà Nội. Sau hơn một tháng thi công thần tốc, bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 giường bệnh đã được khánh thành tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dù được xây dựng khang trang hiện đại, nhưng cả lãnh đạo bệnh viện và người dân đều mong muốn không phải tiếp nhận bệnh nhân. Bắt đầu được xây dựng khởi công từ ngày 24 tháng 7, bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai quy mô 3,5 ha được Bộ Y tế ra quyết định thành lập nhằm phục vụ công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19. Đây sẽ là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Bệnh viện được giao cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quản lý và vận hành. Sau thời gian thi công, bệnh viện dã chiến đã dần hoàn thiện với 3 khu: khu hành chính, khu dinh dưỡng, nghỉ ngơi, xét nghiệm, test định kỳ, kho vật tư thiết bị y tế, khu để điều trị bệnh nhân nặng, điều trị ICU. Khu điều trị có tất cả 500 giường bệnh và phân thành nhiều khối, bao gồm khối VIP với 9 giường bệnh, khối nhà 20 giường dùng để điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch, các khối nhà 38 giường dùng để điều trị bệnh nhân nhẹ hơn. Điều trị COVID là thành ra một chuyên ngành, không, nó không phải là giống như chuyên ngành sản nhi, nội khoa, ngoại khoa. Vì do đó việc điều trị COVID thì phải thật sự là chuyên ngành, thật sự là phải thiết kế bệnh viện rất đặc biệt. Và nếu chúng ta sửa chữa từ một bệnh viện điều trị đa khoa sang bệnh viện điều trị COVID thì rất nhiều bất cập xảy ra, đặc biệt là hệ thống thông khí. Thế chính vì vậy cái bệnh viện của chúng tôi được xây dựng từ đầu, thiết kế hoàn toàn dựa trên khoa học, các bằng chứng khoa học cũng như là kinh nghiệm của chúng tôi đã chống dịch ở Bình Dương và ở miền Trung trong giai đoạn trước đây. Và chúng tôi cũng được sự tư vấn của chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản và các chuyên gia châu Âu trong việc xây dựng bệnh viện này ngay từ đầu. Do đặc tính đặc biệt của việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, bệnh viện được thiết kế theo tiêu chuẩn điều trị hồi sức tích cực với hệ thống thông gió một chiều để hạn chế phát tán virus và chống lây nhiễm chéo. Ngoài ra, các hệ thống thiết bị hiện đại như cung cấp oxy, camera theo dõi, máy thở, máy lọc không khí cùng nhiều loại máy móc khác đã được lắp đặt. Để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người bệnh COVID-19, bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế, gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân COVID-19. Rất là vui mừng khi mà thấy các cái công trình, các cái giường bệnh và các cái trang thiết bị đều đã là những cái loại rất là hiện đại, và đặc biệt có hệ thống công nghệ thông tin, telehealth và có một cái hệ thống điều hành rất là, phải nói là rất là thông minh. Và từ đó chúng tôi rất là tin tưởng là bệnh viện sẽ là một cơ sở điều trị hết sức là tin cậy cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nặng ở khu vực thủ đô Hà Nội và khu vực xung quanh. Bệnh viện nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn về tài chính từ tập đoàn Sun Group, Techcombank, công ty Delta và rất nhiều các công ty lớn nhỏ khác trong nước. Với phương châm chống dịch như chống giặc, nhờ thế bệnh viện được hoàn thiện thần tốc trong vòng 30 ngày. Trong lễ khánh thành hôm nay, lãnh đạo bệnh viện và Bộ Y tế đều bày tỏ hy vọng bệnh viện sẽ không phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân.